Những outfit đi chùa đầu năm khiến ai nấy cảm lạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ôi trời ơi! Mấy ngày vừa qua, cư dân mạng đang gây tranh cãi về câu chuyện Trang Nemo mặc đồ bó sát khi đi lễ chùa đầu năm. Bởi chùa chiền là chốn thanh tịnh, ai cũng biết khi đến những nơi như vậy thì điều quan trọng hàng đầu là phục trang giản dị, kín đáo, thể hiện sự tôn trọng của mình với những nơi tôn nghiêm. Tuy nhiên, dạo một vòng các chùa chiền thì nhiều người ngỡ ngàng vì có những người còn ăn mặc táo bạo hơn cả Trang Nemo. Mày bị điên à? 7749 kiểu áo thiếu vải cho đến cắt xẻ, khoe sâu táo bạo không hiểu bằng cách thần kỳ nào lại có thể xuất hiện nơi đền chùa linh thiêng như vậy. Hiểu kiểu gì? Đi chùa mà cứ ngỡ là đi biển vậy đó. Đáng chú ý hơn là những người này còn không thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng và soi mói của mọi người xung quanh nữa. Phải chăng đi chùa thì chỉ cần thành tâm thôi là đủ nhờ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Các bạn nghĩ sao về những hình ảnh này? Comment chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mỗi ngày bạn nhé.